Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Linh Eddy. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề cực kỳ hot trong thế giới One Piece. Đó là những trận chiến đỉnh nhất của Luffy, thủ lĩnh băng Muzum của chúng ta. Như anh em đã biết, hành trình của Luffy từ một cậu bé ước mơ trở thành vua hải tặc cho đến bây giờ là một hành trình đầy gian truân và những trận chiến kịch tính. Nhưng trong số những trận chiến mà Luffy từng tham gia, có những trận đánh đã để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong lòng fan hâm mộ. Và cũng chính những trận chiến đó đã khiến Luffy trở thành một trong những nhân vật mạnh mẽ và đáng nhớ nhất. Hôm nay, mình sẽ phân tích sâu hơn 5 trận chiến đỉnh nhất của Luffy, từ sức mạnh, chiến thuật cho đến ý nghĩa của từng trận đấu. Anh em có đoán được những trận chiến nào sẽ có trong danh sách này không? Hãy comment ngay bên dưới trước khi xem hết video này nha. Đầu tiên, phải kể đến trận chiến huyền thoại giữa Luffy và Crocodile trong Vương quốc Alabasta. Trong Vương quốc Alabasta, trận chiến giữa Luffy và Crocodile đánh dấu một bước ngoặt lớn cho hành trình của Luffy. Crocodile, một trong những thất vũ hải, sở hữu năng lực Tsunasuna no Mi, hay còn gọi là trái cát, cho phép hắn điều khiển cát và rút cạn độ ẩm của mọi thứ, khiến Luffy gặp rất nhiều khó khăn. Trong lần đầu đối mặt, Luffy đã hoàn toàn bất lực khi các đòn tấn công của mình không thể chạm vào Crocodile, người có thể hóa cát để né tránh. Kết quả là Luffy bị đánh bại và suýt mất mạng. Ở lần đối đầu thứ hai, Luffy tiếp tục thua trước sức mạnh áp đảo của Crocodile. Đây là một trong số ít lần Luffy bị đánh bại liên tiếp đến 2 lần trước một đối thủ, chứng minh Crocodile là thử thách lớn với một tân binh như Luffy. Trong lần chạm trán cuối, Luffy đã dùng đến một chiến thuật táo bạo. Cậu ấy quyết định làm ướt tay bằng nước và cả máu của mình để khắc chế khả năng hóa cát của Crocodile. Đây là một cảnh đấu đầy cảm xúc, cho thấy tinh thần chiến đấu không ngừng của Luffy, bất chấp thương tổn cá nhân. Cuối cùng, Luffy đánh bại Crocodile, cứu được công chúa Vivi và cả vương quốc Alabasta. Trận chiến này là minh chứng rõ nhất cho sự quyết tâm của Luffy, không chỉ chiến đấu về mình mà còn vì công chúa Vivi và cả vương quốc Alabasta. Đặc biệt, trận này còn cho thấy sức mạnh ý chí của Luffy. Cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bạn bè và ước mơ của mình. Tiếp theo là trận đấu mà nhiều anh em cho là một trong những trận cảm xúc nhất trong One Piece. Trận đấu giữa Luffy và Lucy tại Enies Lobby là một trong những cuộc chiến căng thẳng và giàu cảm xúc nhất trong One Piece. Lucy, sát thủ mạnh nhất của tổ chức CP9, sở hữu trái ác quỷ hệ Doan, Neko Neko no Mi, dạng báo, giúp anh ta biến thành một con báo với sức mạnh và tốc độ vượt trội. Không chỉ có khả năng chiến đấu phi thường, Lucy còn là một kẻ lạnh lùng và vô cảm, không ngần ngại ra tay tàn bạo để thực thi nhiệm vụ. Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà Luffy phải đối mặt, khi cậu không chỉ phải vượt qua một đối thủ mạnh mà còn phải chiến đấu vì một lý do quan trọng: giải cứu đồng đội. Trong suốt trận chiến, Luffy buộc phải sử dụng Gear 2 và Gear 3, những kỹ thuật mà cậu vừa mới sáng tạo để tăng cường sức mạnh và tốc độ. Gear 2 giúp Luffy tăng cường máu lưu thông và tốc độ, khiến các cú đấm của cậu trở nên nhanh như chớp, đủ sức gây áp lực lớn lên Luffy. Tuy nhiên, Gear 2 lại tiêu tốn rất nhiều thể lực, buộc Luffy phải tự đẩy cơ thể đến giới hạn, đánh đổi sức bền để có thể bám trụ trong cuộc chiến. Luffy còn dùng đến Gear 3 làm phòng các chi của mình để tạo ra những cú đấm khổng lồ, có sức mạnh đủ để tàn phá mọi chướng ngại. Nhưng Gear 3 cũng có nhược điểm, khiến cậu bị thu nhỏ sau khi sử dụng và trở nên dễ bị tổn thương. Mỗi cú đấm Luffy tung ra không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn chứa đầy quyết tâm giải cứu Robin, người đã từng nghĩ mình không xứng đáng được sống và không thể ở lại cùng với đồng đội. Mỗi lần ngã xuống, Luffy lại đứng dậy với quyết tâm lớn hơn, chứng minh rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có phải trả giá. Với lòng kiên định, Luffy đã chiến đấu hết mình và cuối cùng đánh bại Lucy, giải thoát Robin và thể hiện rõ tầm quan trọng của tinh đồng đội trong hành trình trở thành vua hải tặc. Câu nói "tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc" của Luffy khi đối mặt với Lucy không chỉ là một lời khẳng định mà còn là lời cam kết với những người đã tin tưởng vào cậu ấy. Và trận đấu thứ ba, không thể không nhắc đến trận chiến của Luffy với Doflamingo ở Dressrosa. Trận chiến giữa Luffy và Doflamingo tại Dressrosa là một trong những trận đấu cam go và quan trọng nhất trong hành trình của Luffy. Doflamingo, một Shichibukai, đồng thời là kẻ cai trị độc ác của Dressrosa, sở hữu năng lực Ito Ito no Mi, trái tơ. Nhờ năng lực này, Doflamingo có thể tạo và điều khiển các sợi tơ sắc bén, cứng như thép, giúp hắn dễ dàng cắt đứt mọi thứ và thậm chí thao túng cơ thể người khác. Đặc biệt, hắn có thể tạo ra một lồng chim khổng lồ, bao phủ cả vương quốc, từ từ siết chặt và phá hủy mọi thứ trong tầm kiểm soát. Sức mạnh của hắn không chỉ khiến người dân sống trong lo sợ, mà còn dồn cả vương quốc vào đường cùng. Đối mặt với một đối thủ tàn bạo và có năng lực khủng khiếp như vậy, Luffy đã phải vận dụng Gear 4, một dạng kỹ năng biến đổi mà cậu vừa mới sáng tạo. Với Gear 4, Luffy bơm không khí vào cơ bắp, khiến cơ thể phồng to và tạo ra một lớp đệm đàn hồi, giúp các cú đấm của cậu có sức mạnh bùng nổ và khả năng bật lại, tạo nên tốc độ và lực đánh đáng kinh ngạc. Sức mạnh Gear 4 đã cho phép Luffy phá vỡ được lớp tơ phòng ngự của Doflamingo và tung ra những đòn tấn công gây sát thương lớn. Trong khi Doflamingo sử dụng sức mạnh để kiểm soát và đe dọa người thân, thì Luffy chiến đấu để giải phóng họ. Mỗi cú đấm của Luffy là lời tuyên bố về sự tự do và lòng kiên định, thể hiện rõ ràng sức mạnh thật sự không chỉ nằm ở năng lực mà còn nằm ở mục đích và tinh thần chiến đấu. Cuối cùng, Luffy đánh bại Doflamingo, chấm dứt sự cai trị tàn bạo ở Dressrosa và để lại dấu ấn lớn về lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất trong lòng của người dân nơi đây. Trận chiến này đánh dấu một bước tiến lớn trong sức mạnh của Luffy và cho thấy tầm quan trọng của sự tự do. Dressrosa là nơi mà tự do bị tước đoạt và Luffy đã đứng lên như một biểu tượng của hy vọng cho người dân ở nơi đây.
Nếu anh em nào từng xem Vương quốc Whole Cake Island, chắc chắn sẽ không thể quên trận chiến cân não giữa Luffy và Katakuri. Trận đấu giữa Luffy và Katakuri là một trong những cuộc chiến căng thẳng nhất, đòi hỏi Luffy phải bứt phá giới hạn bản thân. Katakuri, con trai của Big Mom, không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu khả năng Haki quan sát cao cấp, cho phép anh ta nhìn thấy những khoảnh khắc trong tương lai gần. Điều này tạo ra một thử thách cực lớn cho Luffy vì mọi động thái của cậu ấy đều bị Katakuri đoán trước và phản đòn hiệu quả. Trong suốt trận chiến, Luffy liên tục gặp bất lợi, bị đánh gục nhiều lần và thậm chí suýt không còn đứng vững. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Luffy quyết định học cách nâng cấp Haki quan sát của mình ngay trong lúc giao đấu. Cậu hiểu rằng nếu muốn trở thành vua hải tặc và bảo vệ đồng đội, mình phải vượt qua những kẻ thù mạnh mẽ như Katakuri. Đây là khoảnh khắc cho thấy sự trưởng thành và quyết tâm của Luffy khi cậu dần tập trung hơn vào việc đọc tình huống thay vì tấn công bừa bãi. Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ và qua từng đợt đông độ, Luffy dần cải thiện khả năng Haki của mình. Cuối cùng, trong những giây phút quyết định, Luffy đã có thể nhìn thấu được đòn đánh của Katakuri, biến cuộc đấu này thành trận chiến ngang tài ngang sức. Đây không chỉ là một cuộc đụng độ về sức mạnh mà còn là trận chiến tâm lý, thể hiện ý chí kiên cường và khả năng thích ứng của Luffy. Kết thúc trận đấu, cả hai đã dành cho nhau sự tôn trọng và Luffy ra đi với một quyết tâm mạnh mẽ hơn trên con đường trở thành vua hải tặc. Cuối cùng, trận chiến với Kaido tại Wano là trận chiến lớn nhất và cũng là trận có sức ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của Luffy đến thời điểm hiện tại. Kaido với khả năng biến thành dòng khổng lồ và sức mạnh vượt trội, không chỉ sở hữu thể lực bền bỉ mà còn có khả năng tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Là một trong tứ hoàng, Kaido được xem như sinh vật mạnh nhất thế giới và với sức mạnh của Haki Bá Vương cùng sức chịu đựng phi thường, Kaido thực sự là một kẻ địch không ai dám mơ sẽ dễ dàng đánh bại. Trong trận chiến, Luffy nhận ra rằng sức mạnh hiện tại của mình không đủ để làm tổn thương Kaido một cách hiệu quả. Chính vì thế, Luffy đã phải học cách sử dụng Haki Bá Vương cao cấp, một loại Haki cho phép đòn đánh của cậu xuyên qua lớp phòng ngự của Kaido mà không cần chạm vào. Đây là bước tiến lớn trong sức mạnh của Luffy khi cậu đã thành công dùng Haki Bá Vương để đột phá phòng thủ mạnh mẽ của Kaido. Tuy nhiên, ngay cả khi đã thành thục Haki Bá Vương cao cấp, Luffy vẫn phải chiến đấu với Kaido trong một cuộc đấu kéo dài, đầy gian khổ. Nhiều lần Luffy bị đánh gục, kiệt sức, nhưng mỗi lần ngã xuống, cậu lại đứng dậy với ý chí mạnh mẽ hơn. Trận chiến không chỉ là cuộc đấu về sức mạnh mà còn về ý chí, lòng quyết tâm của Luffy bảo vệ những người bạn và giấc mơ của mình. Cuối cùng, nhờ sự kiên cường và quyết tâm phi thường, Luffy có thể sánh ngang với Kaido, khẳng định vị thế của mình như một người có thể thách thức cả tứ hoàng trên con đường trở thành vua hải tặc. Và đó là 5 trận chiến đỉnh nhất của Luffy. Theo quan điểm của mình, mỗi trận đấu đều không chỉ là một cuộc chiến đơn thuần mà còn là những bước ngoặt, những bài học và là nguồn cảm hứng cho cả anh em fan hâm mộ như chúng ta. Nếu anh em thấy thích video này, đừng quên bấm like cũng như là ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video phân tích thú vị tiếp theo về One Piece. Và nhớ để lại ý kiến của anh em về những trận chiến này nhá. Thế anh em thì trận chiến nào của Luffy mà anh em thích nhất? Cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.